Điểm tin lời trái số 8 Đòi quyền tự do, đưa tin sai sự thật Chào các bạn, đây là chương trình điểm tin lời trái số 8 phát sóng vào ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 Như thông lệ, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái hot nhất trong tuần này Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý Sóng truyền thông số 1 lại biểu tình, lại phản đối các dự luật Trong 7 bản tin trước, chúng tôi đã thường thuật chi tiết phong trào biểu tình và phong trào phản đối các dự luật Mà nhóm diễn đàn sội dân sự, nhóm đột khoa tạp chí và nhóm nhật ký biểu tình phối hợp phát động từ đầu tháng 6 vừa qua Bản tin này sẽ gửi đến các bạn một trong những biến di diễn biến mới nhất Trong tuần qua, nhật ký biểu tình là trang duy nhất tìm cách duy trì phong trào biểu tình cụ thể trang này duy trì hoạt động cũ nhưng đăng tin để kết nối ba cặp người biểu tình đăng lời kể của một số người biểu tình và công bố một số bảng tiếng việt của báo cáo black sunday trong khi đó trang lão mà chưa an không đăng bất kỳ một bài nào như vậy nhiều khả năng phong trào biểu tình kéo dài của mùa hè năm nay đã khép lại trong phong trào biểu tình phản đối các dự luật. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký thông qua luật an ninh mạng vào ngày 28 tháng 6, nhóm luật khoa tạp chí đã chuyển mũi công kích vận động sang hai tập đoàn Facebook và Google. Trong suốt tuần qua, dư luận phản đối luật an ninh mạng tiếp tục diễn biến theo hướng đó. Cụ thể, ngày 9 tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn thông báo rằng trong 6 tháng đầu năm 2018, công ty Google đã đồng ý chặn 6 kênh, xóa 137 tài khoản và gỡ bỏ gần 1.000 video YouTube có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó có 300 video về vụ Formosa. Sau thông báo này của ông Tuấn, nhiều cá nhân phong, trong phong trào chống đối đã đồng loạt phát biểu trên Facebook rằng hai công ty Facebook và Google đã đồng ý tuân thủ luật an ninh mạng hợp tác với Nhà nước Việt Nam vì lợi nhuận Chẳng hạn, ngày 9 tháng 7 nhà thơ Nguyễn Giang Vân thành viên hội nhà văn Hà Nội giám đốc điều hành Hedy tuyên truyền rằng việc gỡ bỏ các clip này là chống lại nhân dân vi phạm quyền tự do ngôn luận được quy định tại Điều 25 Hiến pháp Việt Nam Ngoài ra, Nick Nhi Bảo Lê đề nghị các nhóm chống đối dùng vi mô hoặc Lady Motion thay cho YouTube. Ở hải ngoại, trong hai tuần qua đã có một thượng nghị sĩ Nam Úc, ba thượng nghị sĩ Mỹ và 17 dân biểu Mỹ viết thư đề nghị Facebook và Google không tuân thủ luật an ninh mạng của Việt Nam. Theo lời đảng Việt Tân, thì từ ngày 20 tháng 6 năm 2018, Việt Tân và tổ chức phóng viên không biên giới đã vận động nhóm nghị sĩ dân biểu Mỹ nêu trên để họ có hành động như vậy. Cụ thể, ngày 26 tháng 7 năm 2018, khi phát biểu trước nghị viện tiểu bang Nam Úc, Thượng nghị sĩ Tùng Ngô đã kêu gọi hai hãng Facebook và Google bất tuân luật an ninh mạng của Việt Nam. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, 17 dân biểu Mỹ cũng viết thư đề nghị lãnh đạo hai hãng Facebook và Google không hợp tác với nhà mạng Việt Nam theo quy định của luật an ninh mạng. Các dân biểu này là thành viên của nhóm Việt Nam Kakut và Hạ viện Mỹ tức nhóm đã soạn thảo và thúc đẩy quốc hội Mỹ thông qua dự luật nhân quyền về Việt Nam, dự luật chế tài nhân quyền Việt Nam và văn bản yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Ngày sau khi bức thư vừa nêu trên được công bố, ông Hoàng Tư Duy, phát ngôn viên của Đảng Việt Tân, đã nói với VOA rằng đảng này và tổ chức phóng viên không biên giới đang vận động các dân biểu, thượng nghị sĩ Mỹ phản đối luật an ninh mạng Việt Nam ngày 17 tháng 7 năm 2018, nhóm ba thượng nghị sĩ Mỹ đến đến từ cả đảng dân chủ lẫn đảng cộng hòa đã viết thư cho lãnh đạo của hai hãng Facebook và Google để đưa ra các yêu cầu tương tự nhóm dân biểu. Ngoài ra, ba thượng nghị sĩ vừa nêu cũng đề nghị Facebook và Google nhanh chóng và bí mật báo cáo các yêu cầu về thông tin người dùng của chính phủ Việt Nam cho ủy ban ngoại vụ hạ viện. Ủy ban đối ngoại Thượng viện và Bộ Ngoại giao Mỹ để giới chức Mỹ biết ai đang bị nhắm và tại sao hiện nay các tổ chức công cộng các tổ chức chống cộng đang mở một chiến dịch truyền thông đầm độ để quảng bá đợt viết thư vừa nêu tuy nhiên họ không thể che giấu một sự thật rằng phong trào phản đối luật an ninh mạng đã liên tục thụt lùi và đang trên bờ vực thất bại cụ thể họ đã thất bại trong việc thuyết phục nhà nước bãi bỏ luật an ninh mạng nên đành chuyển sang thuyết phục facebook và google bất tuân luật này họ đã thất bại trong việc thuyết phục chính giới nước ngoài gây áp lực ngoại giao với việt nam nên đành truyền sang thuyết phục các dân biểu mỹ viết thư ngỏ gửi ông chủ facebook vì đây là thư ngỏ của cá nhân các dân biểu chứ không phải một văn bản từ chính quyền mỹ nó không tạo nhiều áp lực nên người nhận thư tóm lại đợt viết thư này chỉ có tác dụng tương như tức dựng hư tương để hư trương thanh thế cho đảng việt tân chứ không có tác dụng chống luật an ninh mạng khi về tân và luật khoa tạp chí kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài không tuân thủ luật pháp việt nam họ đã tự đánh mất tính chính danh của mình họ không nên tiếp tục dùng các quyền khẩu hiệu pháp quyền hay thượng tôn pháp luật để tuyên truyền về chính trị sóng truyền thông số 2 giả vờ chống tham nhũng để chống cộng trong tuần qua hướng tuyên truyền này chủ yếu khai thác các nghi vấn tham nhũng trong vụ mobifone mua avg vụ flc vụ sửa điểm hà giang và vụ đặng văn hiến cụ thể trong suốt tuần trước nhiều tổ chức và cá nhân đã công kh... đã khai thác vụ bôi mua AVG để công kích chiến dịch chống tham nhũng của tổng bí thư nguyễn phú trọng đang chỉ đạo từ ngày 12 tháng 7 năm 2018 họ giảm khai thác vụ việc này một phần do bộ chính trị đã cách chức ban bí thư cán sự đảng bộ thông tin truyền thông của ông trương minh tuấn phần khác do phiên xử phúc thẩm ông đặng văn hiến đã làm sao nhãng dư luận sau thời điểm đó chỉ có Phạm Chi Dũng tiếp tục khai thác vụ việc khi viết bài để tục tin rằng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang bao che cho Trương Minh Tuấn. Tương tự như bài khác, của Dũng trong thời gian gần đây, phóng viên Nguyễn Đức tuyên bố sẽ đăng kỳ giải 4 trong loạt bài về trách nhiệm của ông Trương Minh Tuấn vào ngày 10 tháng 7 nhưng không làm được như đã hẹn. Cuối tuần trước, các thành viên của nhóm diễn đàn sâu dân sự đã trở lại khai thác vụ FLC khi trả lời phỏng vấn đài RFA tiếng Việt vào ngày 10, 11 tháng 7, 2018. Ngũ Quốc Nga và Lê Đăng Doanh tung tin đồn rằng tập đoàn FLC đang vay tiền của một ngân hàng Trung Quốc để mua 20 máy bay Boeing 787 và kết cấu kết với một các thế lực chính trị để thao túng bất động sản ở Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn, hai ông A và Doanh biết thông tin trên chỉ là một nghi ngờ và một thông tin không chính thức mà họ nghe được qua tìm hiểu được biết ông Hoàng Hải Vân cựu tổng thư ký tòa soạn báo Thanh Niên cũng từng tung tin này bằng ba bài viết trên Facebook và cá nhân và từ cuối tháng 5 năm 2018 rồi như vậy Nguyễn Công Nga Lê Danh Doanh và Đới Ba đang cung cấp cho độc giả những tin đồn chưa được kiểm chứng và có khả năng gây xung đột trong xã hội họ đã vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ báo chí theo đó các báo chí có trách nhiệm xác minh thông tin và vận và thận trọng khi công bố những thông tin có khả năng xảy ra trong hỗn loạn trong xã hội đây là một điều đáng tiếc vì hai ông A và Doanh đều tự xem là những nhà khoa học, còn đối với A là một nhà đài hoạt động nhiều năm. Sau vụ này, độc giả quốc truyền nghi ngờ rằng các nga và Lê Đăng Doanh đang muốn lợi dụng dư luận chống tham nhũng và tâm lý bài trừ cực đoan cho mục đích chính trị riêng của họ trong những năm gần đây nhiều tờ báo chính thống bao gồm cả báo nhân dân đã đăng bài về vi phạm của tập đoàn flc ở thanh hóa và bình định tuy vậy khác với rfa các báo này đều thu thập bằng chứng đầy đủ xác thực về sai phạm của flc trước khi cung cấp cho độc giả nếu FA muốn đưa tin về các vụ tham nhũng họ nên tuân thủ các nguyên tắc nghiệp vụ báo chí ở việt nam Ngoài ra, sóng truyền thông quanh án tử hình của ông Đặng Văn Hiến và vụ sửa điểm Hà Giang cũng liên quan đến hướng tuyên truyền này, vì chứa những tình tiết tình tiết hoặc nghi vấn tham nhũng chúng tôi sẽ điểm lại hai sóng truyền thông này trong phần tiếp theo của bản tin sóng truyền thông số 4 lợi dụng bản án tử hình của đặng văn hiến để tuyên truyền chống chế độ và đòi quyền tư hữu đất đai năm 2005 gia đình ông đặng văn hiến và nhiều người khác đã đến định cư và làm ruộng rẫy ở đất khu đất tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Năm 2008, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Long Sơn cho xe vào an ủi đất vườn điều của các hộ này. Viện cớ Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao đất cho công ty này và người dân đã lân chiếm. Trong thực tế, theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì công ty Long Sơn phải thỏa thuận với những người dân xâm canh và thương lượng để bồi thường cho các hộ sản xuất trước năm 2016 à năm 2006 như hộ của ông Hiến tuy nhiên công ty Long Sơn chỉ bồi thường một hai hộ rồi không thỏa thuận gì với những hộ còn lại mà chỉ cưỡng chế họ. Các hộ này đều đã nhiều lần thưa kiện nhưng không được giải quyết. Cũng từ thời điểm đó, những người của công ty Long Sơn và các hộ xâm canh đã nổ ra nhiều cuộc xung đột bạo lực, trong đó có vụ ông Trần Văn Thanh bị người của Long Sơn chém mất nửa hộp sọ. Phóng viên Mai Quốc Ấn của báo Dân Việt đã theo dõi và viết bài về những diễn biến đó theo hướng ủng hộ các hộ dân tháng 7 năm 2016, Phó Thủ tướng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Nông về vụ Đắk Nông về vụ tranh chấp đất đai này và chỉ đạo tạm thời không cấp thêm dự án mới đặt sự ổn định của nhân dân lên trên hết. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra công văn yêu cầu công ty Long Sơn phải phối hợp với chính quyền trong việc giải tỏa khu đất. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 10 năm 2016, công ty Long Sơn vẫn cử 30 nhân viên đem xe ủi vào phá vườn điều của ông Hiến và hai ổ khác. Hai ông Đặng Văn Hiến và Ninh Viết Bình dùng súng hoa cải chống trả khiến cho phía Long Sơn có 3 người chết, 13 người bị thương. Sau khi gây án, ông Hiến chạy xuống Bình Phước nhờ ông Đặng Văn Diện dùng điện thoại đánh lạc hướng các quan chức năng khiến ông Diện phạm tội che giấu. Vài ngày sau, Mai cũng Ấn thuyết phục luật sư Nguyễn Kiều Hưng hỗ trợ pháp lý cho Đặng Văn Hiến, rồi cùng luật sư Hưng và hai phóng viên khác đến tận nhà để động vận động ông Hiến ra đầu thú. Sau đó, gia đình các đạn nhân đã viết đơn xin giảm án cho, cho ông. Tuy nhiên, phiên xử sơ thẩm hồi tháng 1 năm 2018 đã tuyên ông Đặng Văn Hiến án tử hình. Phiên xử phúc thẩm ngày 27 tháng 7 năm 2018 cũng y án cho ông, dù giảm án cho các bị cáo khác. Trong phiên xử phúc thẩm, chủ tọa đã hai lần lưu ý rằng bị cáo Đặng Văn Hiến có quyền gửi đơn đến Chủ tịch nước để xin đơn xá, trước khi tiếp tục nhắn thiêng cho các luật sư làm việc này vì vậy sáng ngày 13 tháng 7 ông Hiến đã ký tên vào đơn xin ân giảm do luật sư Nguyễn Thanh Huy soạn cùng ngày ngày 13 tháng 7 em trai ông Đặng Văn Hiến đã gọi điện cho Mai Quốc ấn thông báo rằng những người dân cùng làng với ông Hiến muốn ra Hà Nội để nộp đơn xin ân xá cho ông tại văn phòng chủ tịch nước thế vậy Mai Quốc ấn đề nghị dân làng không ra Hà Nội đồng thời đề nghị nhóm luật sư bảo chữa soạn một thỉnh nguyện thư để dân làng ký tên và một thỉnh nguyện thư khác để đăng công khai kêu gọi mọi người cùng ký tên ngày 4 tháng 7, ấn đăng một ấn đăng một nội dung bức thư thỉnh nguyện của dân làng lên Facebook cá nhân, đồng thời thông báo rằng bức bức thỉnh nguyện thư không công khai mà mọi người đều có thể ký tên sẽ được đăng vào ngày kế tiếp. Cùng ngày, ngày 4 tháng 7, bà Bạch Hoàn, cựu phóng viên báo tuổi trẻ và VTV24, một người cũng từng viết bài về vụ việc này, tự viết một thư kiến nghị giảm án để gửi chủ tịch nước Trần Đại Quang và đăng thư này lên Facebook cá nhân lúc 22 giờ 43 phút trong thư, bạch khoan đề nghị giảm án cho ông Hiến để tránh làm người dân căm phẫn, khiến vụ ông Hiến trở thành một cái diêm làm bùng lên đám cháy lớn. ngày mười tháng 7, một cá nhân nick là Hưng Mỹ đã viết đơn kiến nghị xin giảm án cho ông Đặng Văn Hiến rồi đăng lên trang hope .com org để kêu gọi ký tên. nhóm soạn đơn này có thể bao gồm cả luật sư Nguyễn Kiều Hưng, vì ông Hưng xưng là chúng tôi khi kêu gọi cộng đồng mạng ký tên vào đơn. cùng lúc đó, ma quốc ấn liên tục đăng các post ảnh có nội dung kích động cảm xúc thương hại và ớn ức, ức của những người theo dõi vụ việc, đồng thời họ kêu gọi họ ký tên vào các đơn kiến nghị. Lúc 10 23 giờ ngày 20 tháng 7, kiến nghị của nhóm Nguyễn Kiều Hưng đã thu được 262.5625 chữ ký. Ngày 16 tháng 7, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, cựu cán bộ của Viện Toán học, Tổng thư ký Hiệp hội Gold Việt Nam đã viết một bài về vụ việc chứa nội dung kêu gọi sửa luật đất đai theo hướng thừa nhận quyền tư hữu đất và đăng lên Facebook cá nhân. <laughs> Post này được Mai Quốc ấn share lại vào cùng ngày nhận kiến nghị của bị cáo Đặng Văn Hiến và dư luận ngày 17 tháng 7 chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu chánh án tòa án nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với bộ công an chỉ đạo kiểm tra việc điều tra truy tố xét xử vụ án và báo cáo của chủ tịch nước tuy nhiên đến ngày 18 tháng 7 mai quốc ấn vẫn tiếp tục khai thác vụ việc để phản đối quy định về sở hữu đất đai toàn dân trong hiến pháp và luật đất đai qua tìm hiểu được biết báo dân Việt nơi mai quốc ấn công tác từng nơi nơi Quốc Ấn công tác từng đăng nhiều bài của ông Nguyễn Quang A và các thành viên của văn đoàn độc lập. Trong số này có cả những bài tự thuật của Nguyễn Quang A về việc ông A tự ứng cử đại biểu quốc hội vào năm 2016. Ngoài ra, đầu tháng 6 năm 2018, Mai Quốc Ấn đã phát động phong trào công khai nút bấm của đại biểu quốc hội gần như cùng lúc đối với ông Nguyễn Quang A. Vì vậy, việc Mai Quốc Ấn tuyên truyền về quyền tự hữu đất đai có thể nằm trong chiến dịch tuyên, tuyên truyền tương tự của nhóm diễn đàn số dân sự do Nguyễn Công A quản lý ngoài trước hoạt động của Mai Quốc Ấn và những người liên quan, ngày 13 tháng 7 năm 2018, linh mục Phạm Văn Lợi cũng lấy danh nghĩa hội cựu tù nhân lương tâm để ra một tuyên bố về vụ Đặng Văn Hiến. Trong đó ông Lợi gọi bản án dành cho ông Đặng Văn Hiến là sự phỉ báng công lý và đòi nhà nước mở cuộc điều tra về việc ai đã bao che cho công ty Long Sơn. Hiện nay, sau đợt ký tên, đã có 7, 38 tổ chức và 159 cá nhân chống đối ký tên vào bản tuyên bố này song song với các hướng tuyên truyền trên nhiều tổ chức cá nhân chống cộng đã đồng loạt viết rằng chế độ đang bao che cho doanh nghiệp cướp đất của dân đang đẩy dân vào đường cùng từ đó kêu gọi luật đổi chế độ tuy nhiên vì chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã yêu cầu tranh án tòa nhân dân tối cao viện trưởng viện kiểm soát nhân dân tối cao phối hợp với bộ công an rà soát lại vụ này các cáo buộc của các nhóm chống cộng vừa nêu có vẻ không xác đáng công bằng mà nói thì nhóm phóng viên mai quốc ấn đã có công đưa tin về những khuất tất của vụ án và khuyên ông Hiến đầu thú để giảm thiệt hại cho các bên liên quan. Tuy nhiên, sau khi xem xét sóng truyền thông mà họ tạo ra, chúng tôi không thể đồng ý với họ ở ba điểm. Thứ nhất, họ đưa tin một cách không công bằng, họ chỉ ra những tin tức có lợi cho ông Đặng Văn Hiến và che giấu đi những tin tức bất kỳ bất lợi cho ông Hiến. Chẳng hạn họ che giấu một chi tiết trong bị trong cáo trạng rằng rằng trong ba người chết vì bị ông Hiến bắn chỉ có một người chết trong giao tranh, ông Hiến đã bắn hai người còn lại khi họ đang nấp ven đường và không chống cự vào thời điểm cuộc giao tranh đã kết thúc, tòa có thể dựa vào chi tiết này để từ chối giảm án cho ông Hiến. vì vậy khi nhóm phóng viên che giấu đi tình tiết quan trọng này, họ sẽ khiến độc giả không nắm được bức tranh của toàn cảnh vụ việc và khiến độc giả có ác cảm với hội đồng xét xử. thứ hai, họ đã để cảm xúc cá nhân chi phối và việc đưa, về việc đưa tin các bài của mai quốc ấn về vụ việc này chứa rất nhiều từ ngữ hình ảnh kích động cảm xúc thương hại trong khi đó theo nguyên tắc nghiệp vụ báo chí thì phóng viên không được dùng quá nhiều từ biểu cảm trong bài viết và phải tường thuật sự kiện một cách chính xác đầy đủ khách quan trước khi ghi nhận trước khi ghi nhận trước khi những nhận định chủ quan của mình vào bài khi phóng viên vi phạm nguyên tắc này họ có thể kích động những người đam mê chính trị không có không đáng có của dân chúng Thứ ba, không lâu sau phiên xử phúc thẩm ông Đặng Văn Hiến, Mao Quốc Ấn đã tận dụng việc vụ việc đòi sửa luật đất đai theo hướng cộng công nhận quyền tư hữu đất. Vì Mao Quốc Ấn có thể có liên hệ với nhóm diễn đàn sâu dân sự, quan điểm này có thể không đến từ cá nhân Ấn mà đến từ phong trào đòi quyền tư hữu đất đai mà diễn đàn sâu dân sự đã cố khơi lên từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng trong tình thế hiện tại, công nhận quyền tư hữu đất đai thay đổi thể chế chính trị không giúp giải quyết tình trạng tham nhũng, bất công trong lĩnh vực đất đai Việt Nam. Chẳng hạn theo thống kê của tờ The Guardian thì ba nước có nhiều dân oan nhất bị giết nhất trong thế giới năm 2017 là Philippines, Brazil và Colombia. Các ba nước đều áp dụng chế độ dân chủ tư bản và thừa nhận quyền tư hữu đất. Trong đó Brazil và Colombia có thể chế tam quyền phân lập, còn Philippines và Colombia là đồng minh chiếm lược của Hoa Kỳ năm 2017 không có bất cứ nông dân Việt Nam nào bỏ mạng vì chính chấp đất đai, trong khi có năm dân oan Philippines bị giết mỗi tháng bởi cảnh sát, quân đội hoặc các người của các tập đoàn lớn. Như vậy việc thay thay đổi chế độ sở hữu đất đai và chế độ chính trị có thể không giúp ích cho nông dân Việt Nam, thay vào đó họ còn khiến nông dân thêm khổ khi các tập đoàn lớn lợi dụng lỗ hổng của kinh tế thị trường để bật cùng hóa nông dân nhằm thâu toán đất đai và cạnh tranh không lành mạnh. Hiện nay các cơ quan hữu trách đang có đang rà soát lại các vụ theo đề nghị của chủ tịch nước trần đại quang chúng ta hãy theo dõi những diễn biến mới nhất và tiếp theo của vụ việc này và hy vọng tòa đưa ra phán quyết công bằng nhất sóng truyền thông số 4 lợi dụng việc tạm đình bản báo tuổi trẻ online để phản đối hệ thống quản lý báo chí Việt Nam và kêu gọi hệ thống quản lý báo chí của Mỹ chiều tối ngày 16 tháng 7 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt báo tuổi trẻ 220 triệu đồng và đình bản phiên bản online của báo này trong vòng 3 tháng. Theo quyết định xử phạt thì báo tuổi trẻ online đã có hành vi đưa tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng trong bài Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình đăng vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 và thông tin gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận của bài viết sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây đăng ngày 25 tháng 6 năm 2017. Cụ thể, trong bài viết thứ nhất, báo Tuổi Trẻ đưa tin rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đồng ý cần ban hành luật biểu tình trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh, trong khi thực chất ông Quang không hề có nói như vậy. Trong phần bình luận của bài viết thứ hai, một độc giả đã viết rằng Bắc Kỳ cai trị Nam Kỳ mà, nhưng đoạn này không bị xóa. Ngay sau khi bị đình bản, trang Facebook của báo Tuổi Trẻ online đã đăng một khung avatar có dòng chữ Tuổi trẻ online niềm tin của bạn các phóng viên tuổi tuổi trẻ online đồng loạt thay dùng dùng khung avatar này tạo thành một phong trào được một bộ phận cộng đồng mạng hưởng ứng đồng thời báo tuổi trẻ online cũng tiếp tục hoạt động trên trang Facebook của họ hôm sau ngày 17 tháng 7 một số cựu phóng viên báo chính thống bắt đầu khai thác chủ đề này để tuyên truyền chính trị một mặt họ tuyên truyền trong hệ thống báo chí của việt nam không có tự do ngôn luận khi tìm cách biến báo chí thành công cụ truyền thông của đảng và nhà nước mặt khác họ kêu gọi chuyển sang mô hình quản lý báo chí của mỹ trong đó không có bất cứ cơ quan nhà nước nào cấp thẻ nhà báo cấp giấy phép hoạt động cho các cơ quan truyền thông xử phạt hành chính các cơ quan truyền thông và báo chí chỉ bị chế tài nếu bị kiện ra tòa án Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7, ông Nguyễn Bảo Trung, cựu phóng viên báo Thanh niên, tuyên truyền rằng ban biên tập báo Tuổi trẻ nên đấu tranh công khai cho chính mình cho tự do báo chí. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, ông Trung tiếp tục viết post đề nghị thay đổi nền báo chí theo mô hình của phương Tây, trong đó mỗi cơ quan báo chí hoạt động như một doanh nghiệp bình thường, chỉ chịu sự quản điều chỉnh của luật hình sự và luật dân sự, chứ không chịu sự quản lý của chế tài và của nhà nước cùng thời điểm 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7, Trương Huy San, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ viết rằng vì báo Tuổi Trẻ tự kinh doanh để duy trì hoạt động của mình chứ không lệ thuộc vào ngân sách của nhà nước, nhà nước nên đối xử với Tuổi Trẻ như một doanh nghiệp thay vì như một công cụ truyền thông. Cụ thể ông San đề nghị kỷ luật riêng những người có sai phạm thay vì đình bản một tờ báo có liên quan đến sinh kế của nhiều phóng viên. Khoảng 12 giờ trưa ngày 17 tháng 7, ông Đặng Tâm Chính, cựu tổng biên tập của báo Sài Gòn Tiếp Thị, viết một bài giờ trên Facebook cá nhân để khai thác vụ việc. Trong bài, ông Tránh tuyên truyền rằng khi đình bản vĩnh viễn báo Sài Gòn Tiếp Thị và bình bản 3 tháng báo tuổi trẻ online, nhà nước đang tìm cách ngăn cấm các tự, các tờ báo sống mừng tiền của độc giả thay vì tiền của đảng, đang vi phạm quyền tự do báo chí và vi phạm quyền làm việc để mưu sinh của phóng viên ngoài ra ông Tránh cũng viết rằng nhà nước không có quyền đình bản báo chí khi có sai phạm cũng trong ngày 17 tháng 7, một phóng viên giấu tên nói trên RFA tiếng Việt rằng việc tạm đình bản báo tuổi trẻ online có thể thấy chế độ Việt Nam là chế độ độc tài độc đảng, có tham vọng khống chế tự do ngôn luận, chỉ coi báo chí là công cụ phục vụ chế độ. Cùng ngày trên luật khoa tạp chí Nguyễn Quốc Tấn Trung ca ngợi mô hình quản lý báo chí ở Mỹ, trong đó không có bất cứ cơ quan nhà nước nào cấp thẻ nhà báo, cấp giấy phép hoạt động cho các cơ quan truyền thông, xử phạt hành chính các cơ quan truyền thông và báo chí chỉ bị chế tài nếu bị kiện ra tòa án. Gần một tháng trước trong kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, luật khoa tạp chí cũng đã đăng hai bài dài để tuyên truyền theo hướng tương tự và mở thêm trang tự do báo chí ngay sau đó vì luật khoa tạp chí được quản lý bởi hai cựu phóng viên báo chính thống là trịnh hữu long và phạm văn trang có thể thấy giới cựu phóng viên đang đóng vai trò quan trọng trong dự luật dư luận để phản đối vụ tạm đình bản này ngoài hướng tuyên truyền nhiều cá nhân chống đối cũng đang đồng loạt viết bài trên facebook rằng họ không tin báo tuổi trẻ trích dẫn sai lời chủ tịch nước trần đại quang vì các cá nhân vừa kể đã nêu ra rất rõ nhiều vấn đề trong vụ việc chúng tôi xin bóc tách từng vấn đề một để thính giả được rõ Trước hết chúng ta có lý do để tin rằng phóng viên báo Tuổi trẻ đã thật sự trích dẫn sai là chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hiện nay đã có hai nguồn tin khẳng định điều đó. Nguồn tin đầu tiên là phóng viên báo Tuổi trẻ ngày 16 tháng 7 khi đài RBA nhắn tin cho một phóng viên báo Tuổi trẻ để tìm hiểu nội dung nội tình vụ việc. Phóng viên đó đã trả lời như sau: "Phóng viên sai, trích ẩu, biên tập viên không thông qua, không kiểm tra lại. Tuổi trẻ online sai rồi bị phạt là đúng. Đó chỉ là đề nghị của cử tri." Nguồn thứ hai là ông Nguyễn Bảo Trung, cựu phóng viên Báo Thanh Niên. Ngày 17 tháng 7, Trung viết trên Facebook cá nhân rằng ông tìm hiểu thì ông Trần Đại Quang không nói cần có luật biểu tình như Báo Tuổi trẻ đã dẫn trong bài viết. Đó là ý kiến của một cử tri, nhưng không hiểu sao phóng viên lại gắn cho ông chủ tịch nước. Vì Nguyễn Bảo Trung đã chuyển thành một cây bút lề trái, ông cũng có nhiều động cơ để nói dối trong vụ này vì vậy nhiều khả năng báo tuổi trẻ online đã đưa tin sai sự thật chứ không chỉ không chỉ bị vu cáo nhưng như nhiều nhân, nhân vật chống cộng đã đặt giả thuyết trong vụ việc này báo tuổi trẻ online đã có hành vi thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân bị nghiêm cấm theo khoản 8 điều 9 của luật báo chí 2016 do đó báo này xứng đáng bị kỷ luật bằng hình thức đình bản tạm thời và phạt tiền theo quy định tại điều 2 khoản 2 điều 59 của luật báo chí 2016 như vậy, khi Bộ Thông tin Truyền thông tạm đình bản báo từ trẻ online, Bộ đang làm luật. Cựu nhà báo Đặng Tâm Tránh không nên nói rằng nhà nước nhà nước Việt Nam không có quyền đình bản báo chí sai phạm, trừ phi ông phủ nhận luật pháp của Việt Nam. Vậy khi xử phạt báo từ trẻ online, chính phủ có vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân hay không? Chúng tôi cho là không, vì quyền tự do ngôn luận không bao gồm quyền đưa tin sai sự thật. Ở một số nước áp dụng mô hình đa đảng, hành vi đưa tin sai sự thật còn bị nghiêm trọng hơn nghiêm trị hơn cả ở Việt Nam. Chẳng hạn, ngày 2 tháng 4 năm 2018, Nghị viện Malaysia đã ban hành luật đạo luật chống tin giả. Theo đó, bất kỳ ai làm ra hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên Internet sẽ bị xem là luật hình sự và mức án tù lên tới 66 năm và mức tiền phạt lên tới 120.000 đô la Mỹ. Ở Đức, hành vi đăng tải lên báo chí hoặc Internet các nội dung sai sự thật, phỉ báng Tổng thống, phỉ báng nhà nước, phỉ báng tôn giáo, các nội dung có hoạt động có tác động phá hoại trật tự công cộng, kích động quân thù đều bị xem là phạm tội hình sự. Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Đức đã ban hành đạo luật chế tài mạng cho phép chính phủ Đức yêu cầu các mạng xã hội gỡ bỏ những nội dung trái luật vừa nêu, nếu không muốn phải nộp khoản tiền phạt lên tới 50 triệu euro. Như vậy, các phóng viên, biên tập viên chịu trách nhiệm về vụ đưa tin sai của báo tuổi trẻ có thể phải chịu một mức phạt lớn hơn nếu họ đang sống ở Malaysia và Đức. Tiếp theo, xin bàn về lời đề nghị áp dụng mô hình quản lý ở báo chí Mỹ, trong đó không có bất cứ cơ quan nhà nước nào cấp thẻ nhà báo, cấp giấy phép hoạt động cho các cơ quan truyền thông, xử phạt hành chính các cơ quan truyền thông và báo chí chỉ bị chế tài nếu bị kiện ra tòa án. Theo chúng tôi được biết, thì mô hình này đã hoạt động một cách khá hiệu quả ở Mỹ từ sau thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, có ba lý do chúng tôi tin rằng mô hình này chưa phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Thứ nhất, để đạt được mức độ phát triển hiện nay, nền báo chí tự do của Mỹ đã phải trải qua 230 năm tiền liên tục phạm Uh, liên tục phạm sai lầm. Chẳng hạn từ ngày lập quốc đến năm 1830, báo chí Mỹ thường chia thành các phe đảng, đảng phá chính trị để công kích nhau, không khác các báo Lề trái và lề phải của Việt Nam đang công kích nhau trên mạng internet. Từ năm 1872 đến năm 1920, khi Mỹ trải qua giai đoạn công nghiệp hóa, báo chí trở thành một nền công nghiệp béo bở và nhà báo trở thành lô lệ của đồng tiền. Trong giai đoạn này, báo chí Mỹ thường câu khách bằng các tin giật gân, lá cải, vi phạm quyền riêng tư của các uh, tác các giả và giả khoa học khoảng giữa thế kỷ ở giữa hạ giữa giai đoạn này chùm truyền thông William Randolph Hess đã dùng các bản tin sai sự thật phóng đại sự thật hoặc mang tính tuyên truyền một chiều để kích động dân Mỹ góp phần làm bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha từ năm 1920 đến năm 1945 các tập đoàn lớn bắt đầu mua lại các tòa soạn khiến báo chí Mỹ được điều hành bởi các doanh nghiệp thay vì các nhà báo Cuối năm 1920, một phần tư tợ, số tờ báo Mỹ đã nằm trong 6 doanh nghiệp. Như vậy, trong khoảng 160 năm, mô hình quản lý báo chí của Mỹ đã không thoát khỏi những vấn đề mà mô hình Việt Nam đang mắc phải. Trong 160 năm đó, nền báo chí tự do của Mỹ đã đúc, tự đúc kinh nghiệm, tự điều chỉnh để dần hoàn thiện như luật khoa tạp chí đã đề cập. Nhưng họ làm được như vậy vì Mỹ là một nước lớn. Đất, đất rộng nằm tách biệt với thế giới nếu mỹ cũng là một nước nhỏ đất chật người đông lại nằm trong một khu vực mà thượng mà các cường quốc đang tranh chấp như việt nam thì mọi chùm truyền thông đều có thể gây ra chiến tranh và hỗn loạn trong nội địa khiến cho đất nước bị sụp đổ và nền báo chí bị thụt lùi như vậy trong điều kiện hiện nay của việt nam nhà nước quản lý báo chí là điều cần thiết Hiện nay nhiều, nhiều quốc gia của Đông Nam Á khác cũng đang áp dụng quản lý nhà nước đối với báo chí, chẳng hạn Indonesia kiểm duyệt báo chí để tránh các xung đột tôn giáo và sắc tộc, Malaysia kiểm duyệt báo chí để bảo vệ bản sắc hồi giáo trước ảnh hưởng từ phương Tây, Singapore vừa kiểm duyệt báo chí vừa buộc các báo phải đăng theo quan điểm của chính quyền bên cạnh các quan điểm riêng của mình. Qua đó, có thể thấy mỗi quốc gia cần xây dựng hệ thống quản lý báo chí riêng phù hợp với điều kiện của mình thay vì bắt chước Mỹ một cách mù quáng. Thứ hai, không phải Mỹ không có bất cứ cơ chế quản lý báo chí nào. Từ năm 1945 đến nay, nền báo chí Mỹ đã vận hành tốt nhờ cơ chế tự quản, trong đó các doanh nghiệp, đoạn, uh, nghiệp trong đó có các nghiệp đoàn báo chí giữ cho thành viên của mình tuân thủ các quy tắc đạo đức nghiệp vụ báo chí. Vì hiện nay hội nhà báo Việt Nam và các NGO trong lĩnh vực báo chí truyền thông đều quá yếu hoặc hoạt động không lành mạnh, chúng không thể quản lý báo chí thay cho nhà nước xét các yếu tố trên chúng tôi tin rằng giới phóng viên việt nam nên tuân thủ tốt pháp luật và tự giữ vững các chuẩn mực đạo đức nghiệp vụ của mình trước khi đòi hỏi một mức độ báo chí tự do hơn từ nhà nước báo tuổi trẻ rất mạnh về tinh thần tự chủ và tinh thần chống tiêu cực. Tuy nhiên trong những năm gần đây, phóng viên báo tuổi trẻ thường xuyên đưa tin không đầy đủ, tin sai sự thật. Mỗi lần bắt được đều có dấu hiệu tiêu cực trước các chính sách của nhà nước. Chúng tôi mong báo tuổi trẻ biết kiềm chế dục vọng chính trị để tuân thủ tốt các nguyên tắc nghề nghiệp của mình, không thể lau sạch nhà bằng một cái dẻo bẩn và không thể chống tiêu cực trong xã hội bằng những bản tin chất lượng thấp.